Ok, hôm nay mình đi tới Santorini. Nơi đây có một cái bãi biển, một cái thành phố tên là Kamali. Nơi đây là cái thành phố biển. Ở đây đặc biệt là cái khu này là khu sỏi đen. Hồi xưa là ở đây là núi lửa đó. Cho nên mấy cái phóng xuất thật thường nó ở lại. Ở đây nó có ba bãi biển, một bãi màu đen, một bãi màu xanh, màu đỏ và một bãi màu trắng. Mình đang ở là bãi biển đen nha. Rồi đây cho mình cho coi. Đây là trên cái ngọn núi lửa. Cho nên nó mấy cái cát nó mà nó có đủ màu hết trơn, nó đẹp lắm. Là nó có màu trắng nè ha. Nó có màu hồng mà. Rồi nó có màu vàng. Cái sỏi của nó rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ mình quay cho các bạn coi chút xíu nha. Bây giờ mình đang ở cái khách sạn ngay bờ biển. Cho nên mình sang người ta một quay chút xíu cho các bạn coi. Ở đây rất là đẹp. Ở đây có nhiều người ta ra, người ta đi chơi lắm. Bây giờ là mới có 10 giờ rưỡi sáng. Cho nên mình quay cho các bạn coi một chút xíu. Cái bờ biển của nó rất là xinh. Và du khách cũng đông lắm. Rồi mùa hè là ở đây là thôi đầy luôn. Ở trên đây là con đường quán ăn rồi. Đó, bây giờ đây nè, đây là massage tại chỗ luôn nha. Mình muốn nó massage luôn cho mình. Nó xuống tới cái này nó massage cho mình luôn ngoài bãi biển luôn. Ở đây người ta đi chơi rất là đông. Giờ này mới 10 giờ mấy mà đứng nằm phơi nắng rồi. Ok. Rồi bây giờ mình quay chút xíu ha. Quay chút xíu cho biết đây là sỏi đen. Mà nó có đủ thứ màu sỏi nên rất là đẹp nha. Bye các bạn, quay chút xíu coi thôi nha.